Hôm nay là ngày 3 tháng 8 năm 2019 và tôi Pó Ly hiện nay đang đứng ở bản Pù Tong, xã Pù Nhi. Ở phía trên chắc là đang sạt lở rồi hay sao, nước như thế này các bác rất nguy hiểm. Đây đang là phía trước cổng nhà, bác xem nước như thế này cơ mà. Lại khổ cho người dân Mường Lát quê hương chúng tôi rồi các bác ạ. Tạm thời bây giờ thì đã tạnh mưa một chút, nhưng nước thì cứ về như thế này các bác. Con suối ở thác nước Pù Tong nó to như thế này các bác ơi, quá khủng khiếp luôn. Cây đã không trụ được thì chuối làm sao mà có thể trụ được chứ. Mà hôm nay mới ngày 3 tháng 8 thôi đó. Bão thì mới đến tối qua, không biết là khi nào bão mới qua nữa. Tôi đang đứng ở vị trí trên cầu Pù Tong. Hiện nay thì trời vẫn đang mưa. Trời vẫn đang mưa nha, cho các bác xem suối ở thác nước Pù Tong. Rôm lại gần cho các bác xem này. Wow. Đây là hai đống sạt lở. Ở chỗ khác thì các bác như thế nào, chứ ở trên đây thì mưa rất là to, mưa to đến rất to. Và hiện nay thì quốc lộ 15C đã tắt đường rồi. Đây là bà con tập trung ở cái điểm này, là cái điểm an toàn hơn trong cái bản Pù Tong mình. Tất cả mọi người đã ra khỏi nhà. Và phía trên đường ta luy á, nghe nói là có vết nứt rất dài. Đây là một đống sạt lở nhỏ thôi. Và bây giờ các bác theo tôi để chúng ta đi xem nhà của một hộ gia đình. Và chế của ta trái nó tương bám bát đã khôi phục lại đợt nó giờ chỉ dùng nó ta thiếu. Nhỏ kiểu sinh sự hoa chùa đền hà ô tô văn chế po to po po lọt xu văn chế ta đi nói chỗ phương yêu. Khỉ này xong tao bắt tao chế lò thì có nhỏ nà xó nà chuồn rồng từ lò đi nó sư tư bà chế bùa bạch ta cho dùng nhó khó tư liò.
Bây giờ là 8 giờ 30 phút ngày mùng 3 tháng 8. Điểm giữa bản Pù Tong và bản Lốc Há, bản Pù Tong của xã Pù Nhi và bản Lốc Há của xã Nhi Sơn chính thức bị tắc đường. Loại xe thì chúng ta không thể lưu thông được nữa. Phía bên kia còn có một đoạn sạt lở kinh khủng hơn. Đêm qua thì mưa cả đêm và rạng sáng nay mưa liên tục cho đến bây giờ là 8 giờ 31 phút. Nhưng hiện nay thì các bác ạ, trời vẫn đang tiếp tục mưa. Có phần mưa nhỏ hơn rồi nhưng mà tình hình cập nhật được thì sạt lở trên quốc lộ 15C này khá là nghiêm trọng. Tôi sẽ tiếp tục cập nhật các thông tin và để quý vị chúng ta theo dõi. Hôm nay là chính thức tắc đường rồi các bác nhá. Đây là các lực lượng chúng ta đang đi thanh kiểm tra để hiện nay là chính thức tắc đường ở quốc lộ 15C ở đoạn Pù Tong. Đây là các lực lượng đi thanh kiểm tra. Nếu mà sạt lở nghiêm trọng thì có biện pháp di rời các hộ dân ở gần đây. Và trời vẫn tiếp tục mưa các bác nha. Sẽ còn sạt lở nữa. Các cái hộ gia đình ở đây người ta đã di rời tạm thời sang cái chỗ trung tâm bản Pù Tong rồi. Vườn không nhà trống các bác. Những cơn mưa, những cơn bão thật là khủng khiếp, thật là đáng sợ. Vâng, theo thông tin mới nhận được thì cho đến 9 giờ sáng ngày 3 tháng 8 năm 2019 thì tại bản Na Tao có một gia đình, hai ông bà sống ở gần bên bờ suối Na Tao thì người chồng đã bị lũ cuốn trôi đi rồi. Hiện nay thì trời vẫn đang tiếp tục mưa to đến rất to ở trên đầu nguồn bản Cơm và bản Cá Tớp, bản Cùng Ngùa. Dòng nước xiết xối trực tiếp vào hai bờ và hiện nay đang tiếp tục sạt lở sát đến các hộ gia đình ở hai bên đây rồi. Nam hoa lỗi mò ta kỳ lo chỉnh lo liên tục to gì giờ nó do chỉnh tiếp tục lo chứ.